khoảng 22 giờ đêm 23 tháng 11 năm 2023 tại km 134 bờ phải sông Hồng thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, giáp danh với huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra bắt giữ hai phương tiện tàu thủy đang thực hiện hành vi hút cát trái phép. Theo đó, tàu thủy có gắn số VR1503-7806, không có số đăng ký, đang sử dụng hệ thống máy và ống hút trên tàu để hút cát và nước từ lòng sông Hồng và bơm lên khoang chứa của tàu thủy có số đăng ký BT2679. Trên tàu có 5 người đều không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và giấy tờ của phương tiện, đồng thời thừa nhận hoạt động khai thác cát là trái phép. Kiểm tra tàu BT2679 có 3 người, thuyền viên xuất trình được giấy chứng nhận liên quan đến phương tiện và chứng chỉ chuyên môn. Kiểm tra phát hiện trên khoang chứa của tàu có khoảng 400 mét khối cát. Điều tra ban đầu, thủy thủ trên tàu VR1503-7806 khai nhận đã thực hiện theo chỉ đạo của người đàn ông tên Tâm, không rõ địa chỉ. Người này yêu cầu thủy thủ đưa tàu về khu vực trên để hút cát và bơm sang mạn cho phương tiện khác. Trong khi đó, những người trên tàu BT2679 cho biết họ được một người tên là Vận liên hệ để lấy cát và trở đi nơi khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.